Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lớp học ha mọi người ha. Bài writing hôm nay mình sẽ học về cái bài vegetarian. Mình nhắc lại với các bạn một chút xíu về những cái dạng bài writing cho các bạn chưa có làm quen với IELTS bao giờ. Thì chúng ta sẽ tổng hợp lại, tụ chung lại thì chúng ta sẽ có một số đề bài về writing rất là đa dạng, nhưng mà để cho mọi người có thể dễ nắm bắt thì thường người ta sẽ chia thành bốn nhóm. Nhóm thứ nhất mình gọi là discussion, là chúng ta phải bàn thảo về một cái vấn đề nào đấy. Nhóm thứ hai chúng ta có opinion, là chúng ta cần phải đưa ra cái ý kiến. Thì nó có cái điểm khác biệt ở đây là discussion là chúng ta phải discuss về two sides of a problem hoặc là of a phenomenon, tức nghĩa là chúng ta phải bàn thảo về hai mặt của một vấn đề. Và tiếp theo đó là chúng ta có thể là được yêu cầu là sẽ đưa ra một cái opinion, cái quan điểm của bạn là gì, có hoặc là không, tùy tùy thuộc vào cái đề. Có khi là đề đó chỉ bảo các bạn discuss thôi thì các bạn không cần phải đưa ra opinion, còn nếu có thì các bạn đưa ra opinion này rồi á thì lúc đó nó cũng sẽ biến thành cái dạng bài opinion ở phía dưới, được không ạ? À? Rồi, đối với các bạn dạng bài mà opinion á thì rõ ràng là khi mà đưa ra cái bài này thì các bạn phải trình bày cái quan điểm của các bạn. Do vậy, để mà trình bày cái quan điểm đó thì thường sẽ có những cái hướng đồng ý hoặc là không đồng ý, hoặc là nửa đồng ý, nửa không đồng ý. Trong trường hợp mà các bạn nửa đồng ý, nửa không đồng ý thì các bạn cần phải giải thích cho cả hai mặt của cái vấn đề đó. Nghĩa là các bạn vừa phải giải thích tại sao bạn đồng ý, vừa giải thích tại sao không đồng ý. Như vậy nó cũng sẽ biến trở lại thành cái dạng bài discussion. Tuy nhiên các bạn cũng có thể lựa chọn theo cái kiểu là các bạn chỉ đồng ý mà thôi, hoặc các bạn có thể chọn cái kiểu là rất là phản đối, hoàn toàn không đồng ý. Như vậy thì các bạn có quyền chỉ phân tích một mặt của vấn đề, one side only, hoặc là các bạn có thể là phân tích cả hai mặt của vấn đề, đều được cả, được chưa? Rồi, cái dạng bài số 3 để mà có thể tóm tắt lại thì chúng ta gọi là cái dạng bài advantages. Xin lỗi, advantages và disadvantages. Tức nghĩa là so sánh những cái lợi ích và những cái bất lợi. Thì như vừa rồi chúng ta có cái bài House and Apartments là một cái bài kinh điển của cái dạng bài này. Được chưa? Thì cái này rất là dễ, người ta chỉ hỏi là có hai dạng câu hỏi thôi, là hãy nêu ra những cái lợi ích và những cái bất lợi. What are the advantages and disadvantages of this development? Ví dụ như vậy. Hoặc là cái dạng câu hỏi thứ hai là buộc bạn phải so sánh là cái nào nó chiếm ưu thế hơn. Do the advantages outweigh the disadvantages? Ví dụ như vậy. Rồi, thì có hôm nào có dịp mình sẽ quay trở lại cái chủ đề này sau. Cái dạng thứ tư mình có gì ạ? Dạng thứ tư là mình có dạng problem solution, là nêu ra một cái vấn đề nhưng mà sẽ hỏi các bạn là đâu là những cái nêu ra một cái hiện tượng và hỏi các bạn đâu là những cái vấn đề và những cái giải pháp để mà giải quyết cái vấn đề này. Hoặc là chúng ta có cause and effects, được không ạ? Tức nghĩa là những cái nguyên nhân và những cái hậu quả. Hậu quả đây cũng chính là cái problem, cũng chính là cái vấn đề. Hoặc là chúng ta cũng có thể có dạng là cause and solution, đâu là những cái nguyên nhân, đâu là những cái solution, được chưa? Rồi, sau khi mà chúng ta nắm vững bốn dạng này rồi á thì các bạn sẽ còn thấy là người ta có cái dạng thứ năm. Dạng thứ năm này gọi là cái open question, hay từ tiếng Anh hay gọi là freestyle, là người ta nó là tổng hợp của tất cả các cái thể loại câu hỏi mà nó không cố định theo bốn cái dạng phía trên. Tuy nhiên các bạn sẽ bắt gặp ở đâu đó nó nằm ở trong bốn dạng này. Các bạn khi mà các bạn nắm bắt được bốn dạng này thì các bạn gặp cái dạng open question này các bạn không có thấy gì lạ lẫm, không có gì khó hết trơn á. Ví dụ thay vì tôi hỏi là về cái vấn đề global warming, là cái vấn đề hiện tượng đang xảy ra, thì bình thường á tôi có thể hỏi là cái việc mà trồng cây thay thế ống hút nhựa bằng ống hút giấy, ví dụ vậy, thì các bạn có đồng ý hay là không đồng ý?
À, thì các bạn sẽ đồng ý và cái việc là dĩ nhiên là tôi đồng ý là bởi vì ống hút nhựa là bảo vệ môi trường, nhưng mà đồng thời có những bạn khác bảo rằng là xài ống hút giấy cũng chẳng bảo vệ môi trường gì cả, bởi vì nó cũng là sử dụng bột giấy ví dụ hả. Rồi và cũng cái hiện tượng là thay thế ống hút nhựa bằng ống hút giấy đó nó có thể gây ra các problem gì và nó có thể có cái solution như thế nào. Thì đó là hai dạng mà chúng ta có thể gặp phải. Thì khi mà đưa vào cái dạng là open question hoặc là freestyle như thế này á, thì người ta có thể biến hóa nó thành một nửa này một nửa kia. Ví dụ người ta có thể hỏi nửa câu đầu, người ta hỏi là what are the problems of this phenomenon, and câu thứ hai, do you think this is a positive or negative development, bạn có thấy rằng đây là một cái xu hướng tích cực hay là tiêu cực. Vậy thì một nửa của nó, một nửa câu hỏi đang nằm về cái hướng problem và một nửa thứ hai đang nằm về cái hướng là opinion. Đó. Thì các bạn thấy là khi mà các bạn đã master được, làm chủ được bốn cái dạng này thì câu hỏi kiểu khác ra dạng nào các bạn cũng có thể chơi được cả nha mọi người nha. Rồi cái đó là mình nói sơ sơ, mình nói lan man nãy giờ thôi. Bây giờ mình vào cái đề bài của mình ngày hôm nay. Chúng ta có đề bài gì ạ? Chúng ta có đề bài là everyone should become vegetarian because they do not need to eat meat to have a healthy diet. Do you agree or disagree? Như vậy, các bạn sẽ thấy khi đọc cái bài này lên, các bạn sẽ thấy là đọc vào câu hỏi, các bạn sẽ nhận định được cái dạng mà các bạn cần làm là gì. Do you agree or disagree? Nghĩa là các bạn cần phải trình bày cái quan điểm của bạn. Bạn đồng ý hay bạn không đồng ý? Hay là các bạn vừa đồng ý vừa không đồng ý? Được chưa ạ? Rồi. Và nó sẽ đi kèm với cái ngữ cảnh hay còn gọi là cái context. Chúng ta có gì ạ? Mọi người cần phải ăn chay, chuyển sang ăn chay bởi vì họ không cần phải ăn thịt để mà có được một cái chế độ ăn tốt, to have a healthy diet. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cần các bạn bỏ ra khoảng 2 đến 3 phút suy nghĩ thật là nhanh một số lý do mà các bạn có thể dựa vào đó các bạn đồng ý hoặc là không đồng ý. Rồi, các bạn nào mà đã học với Tuấn Anh từ trước, các bạn đã quen với cái việc và cái cách giải thích hai hướng đúng không ạ? Các bạn nghĩ luôn dùm cho Tuấn Anh coi là từng hướng nó như thế nào. Rồi, 3 phút mình bắt đầu ha. Bây giờ là 7 giờ 43 và đến 7 giờ 46 mình sẽ mời một số bạn có thể giúp mình một số gợi ý nha. Thôi, 5 phút đi để các bạn có thời gian thư giãn tí xíu. 7 giờ 48.
Chuẩn bị sắp hết giờ nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Quay lại lớp học thôi. Thì bây giờ mình sẽ muốn nghe ý kiến của một số bạn để xem là các bạn có những cái ý tưởng như thế nào. Nhớ rằng là khi mà chúng ta làm cái bài này mà chúng ta bị bí quá thì chúng ta sẽ nhớ phân tích theo từng cái đối tượng. Chúng ta hình dung cái đề bài này hoặc là cái bối cảnh này như là một cái câu chuyện hoặc một cái bức tranh hoặc là một cái cuộn phim nó đang diễn ra và chúng ta xem có những cái nhân vật nào trong đó, những cái nhóm nhân vật và từng cái nhóm nhân vật đó họ sẽ có những cái hành động hoặc là họ bị ảnh hưởng như thế nào. Trong trường hợp mà chúng ta không có thể phân tách thành các nhân vật thì chúng ta sẽ xem xét những nhân vật đó họ có những cái khía cạnh nào. Ví dụ là khía cạnh về về tài chính, về tiền bạc, về sức khỏe, về giáo dục hay là bất cứ cái gì đó khác, được không ạ? Bây giờ đầu tiên mình sẽ mời bạn bạn Yến giúp giùm mình một số ý tưởng. Dạ, anh là cái bài này em sẽ tiến hành hai đoạn. Cái đoạn thứ nhất là đó là đúng là ăn rau thì nó tốt cho sức khỏe, là nó có less fat, nhiều vitamin, less rate of obesity and Từ từ diabetes. từ 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 từ. Em cần nói về cái ý chính của mình trước rồi sau đó mình sẽ coi là mình support bằng những cái ý gì. Khi mà mình kể một cái câu chuyện như vậy á thì mình cần xác định đâu là cái lý do chính của tôi và lý do chính đó nó được bổ trợ bằng những cái sự thật nào. Nhớ về cái cấu trúc đó. Còn nếu như mà mình chỉ kể cái câu chuyện là ok nó có less fat, nó có less cholesterol rồi nó có less diabetes thì người ta nói, người ta nghe một hồi, người ta sẽ tự hỏi rằng là vậy thì cuối cùng là bạn này sẽ chọn cái nguyên nhân nào hoặc là cái lý do nào để bạn agree với cái vegetarian, đúng không ạ? Vậy thì em chọn cho anh một cái nguyên nhân. Khi mà em muốn viết được tốt thì em phải có cấu trúc tốt. Muốn có cấu trúc tốt mình phải xác định rõ ràng ý tưởng của mình, ý chính là cái gì và ý phụ là cái gì. Ok. Cái ý của em là ăn rau thì đúng là tốt, nhưng mà em không hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến này. Rồi, như vậy thì em sẽ gồm cái đoạn, cái bài của em còn có bao nhiêu đoạn ạ? Dạ, hai đoạn. Hai đoạn, đoạn thứ nhất em nói về việc gì và đoạn thứ hai em nói về việc gì? Dạ, đoạn thứ nhất là em nói là ăn rau có những cái lợi ích này. À, như vậy Dạ. thì veggies are good, được không ạ? Dạ. Rồi. Rồi. Rồi đoạn thứ hai là nhưng mà nếu mà ăn cả thịt nữa thì sẽ thì nó em sẽ nói là cái những cái khía cạnh của về ăn thịt À, it's also good hay là it's better theo ý em. là cái đó là tùy mỗi người. Rồi, ok, rồi. Bây giờ đối với cái bạn mà ăn rau là tốt thì như thế nào ạ? Mình có những lý do gì? Dạ, less fat, more Rồi. less rate of obesity and diabetes. Đó thì em đang cái obesity and diabetes đó là chung một cái ý tưởng với em hay là nó là một cái ý riêng rẽ? Tức là cái đó là explain cho cái đằng trước. Explain cho cái việc mà less fat và more vitamin giống không ạ? Dạ. Rồi, mình sẽ có là cái này less disease. Dạ, và cái thứ hai là
Ở một số nơi thì rau củ nó rẻ hơn. Rồi tiếp tục. Đặc biệt tiếp theo là cái đoạn hai của em. À, đoạn 2 của em. Đoạn hai của em là not everyone can follow. Tại vì cái thứ nhất là cái vấn đề ngoài ngoài vấn đề về nutrition thì mọi người còn quan trọng cái flavor nữa, cái thói quen ăn uống của họ. Rồi, cái thứ hai là thịt nó vẫn cung cấp rất là nhiều năng lượng, cho nên là những cái người mà lao động nhiều họ sẽ cần cái đó. Cái thứ ba là bên cạnh cái việc ăn thịt thì họ cũng có thể ăn thêm rau để cân bằng dinh dưỡng, cho nên việc mà tất cả mọi người phải trở thành vegetarian là không cần thiết. Cái ý này là em đang muốn sử dụng để mà ủng hộ cho việc ăn thịt hay là em đang muốn cân bằng lại mọi thứ? Cân bằng lại. Anh đề nghị là cái ý này em không để trong cái đoạn eating meat is good. Em sẽ tách thành một cái đoạn nữa, được không ạ? Em mới nói là veggie cũng cần cái veggie để mà cân bằng lại. Rồi, thì em có thể giải thích thêm một cái đoạn nhỏ phía sau. Như vậy cấu trúc của bạn ý nó sẽ gồm có 3 phần như sau. Một đoạn là bạn nói là cái việc ăn rau là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì nó có less fat, more vitamins. Và như vậy là sẽ dẫn đến cái việc là ít bệnh tật hơn. Và việc thứ hai là veggies are cheaper. Rồi, nhưng cái đoạn số 2 bạn nói rằng là nhưng việc ăn thịt cũng tốt. Tốt ở chỗ nào? Tốt ở cái việc đó là cái này đồng nghĩa với cái việc là không cần phải do eating veggies is unnecessary. Nó đồng nghĩa với cái việc là ăn ăn rau là cũng không cần thiết. Purely unnecessary. Không cần thiết là bởi vì không phải ai cũng có thể tuân theo được, là bởi vì mỗi người có cái khẩu vị khác nhau. Và bởi vì thịt đó, nó có mang lại nhiều cái năng lượng hơn, do đó nó phù hợp cho những người mà lao động nhiều. Ở đây Tuấn Anh gọi là heavy workers, các bạn ghi chú vào trong sổ tay của các bạn nha. Heavy workers, những người lao động nặng nhọc. Rồi, và ở cái việc số 3 là bạn ý bạn bảo là cái veggies này, mặc dù là cái eating meat này có thể là nó có nhiều lợi ích hơn, tuy nhiên là mọi người cũng có thể chọn cái cách là veggie kết hợp với veggie. Ở đây là không có nghiêng về cái hướng nào cả. Ở đây bạn bạn có một cái đoạn số 3 để bạn nói không phải là tôi ủng hộ thuần veggie, không phải tôi ủng hộ thuần meat, mà tôi nói là có một cái sự cân bằng ở đây. Nói rằng là mặc dù eating meat is better, nhưng mà người ta vẫn có thể chọn bổ sung thêm veggies để mà bổ sung, để mà balance their diets, để mà cân bằng cái bữa ăn, cái chế độ ăn của họ. Và để mà support cho cái idea này thì bạn Yến em có thể là sử dụng một số những cái facts hoặc là một số những cái survey, một số cái research để mà em đắp vào trong đó để em chứng thực cho cái ý kiến của em. Còn nếu như mà cái việc này mà em đi bằng cách giải thích đó, thì sẽ khá là phức tạp cho em. Ở chỗ này á, là một cái đoạn nhỏ thôi, em chỉ cần khoảng 2 hoặc 3 câu là đủ rồi, không cần phải làm cái đoạn lớn như là 2 cái đoạn ở phía trên đó. Thì em có thể là dùng ở đây mình chỉ cần một ý nhỏ nữa để kết thúc vấn đề, và mình có thể nói là research show that, ví dụ như vậy, một cái study, một cái nghiên cứu họ đã cho thấy rằng là việc kết hợp giữa giữa veggie với lại meat là một cái điều tốt đó. Thì em dựa vào cái việc mà cung cấp cái dẫn chứng đó để em chứng thực cho cái nhận định, cái statement của em ở cái chỗ này, và sau cùng là em sẽ đi đến cái kết luận. Như vậy thì cái bài của bạn nó sẽ khác với cái bài thông thường ở cái chỗ là nó chúng ta có mở bài
chúng ta có thân bài gồm 3 đoạn và chúng ta có kết bài tổng cộng là 5 đoạn thay vì một cái bài thông thường có 4 đoạn. Tuy nhiên thì bởi vì bạn có cái ý này cho nên là bạn đưa vào thì nó hợp lý, không sao cả nha mọi người nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nhìn lại về cái việc mà nó có trả lời đúng trọng tâm câu hỏi hay là không. Bây giờ mời các bạn xem nè. Câu hỏi là mọi người nên chuyển qua ăn chay bởi vì họ không cần phải ăn thịt để mà có được cái chế độ ăn tốt cho sức khỏe. Bạn đồng ý hay là không đồng ý với cái việc này? Việc này ở đây là gì việc gì ạ? Việc này là cái việc gồm có hai ý như sau. Thứ nhất, mọi người nên chuyển qua ăn chay. Và ý thứ hai, họ không cần ăn thịt. Được không ạ? Như vậy nếu mà bạn đồng ý với cái việc này á, thì bạn đồng ý với cái việc gì ạ? Bạn đồng ý với cái lý lẽ rằng là họ không cần ăn thịt để mà giữ sức khỏe, cho nên họ chuyển qua ăn chay. Còn nếu không đồng ý thì không đồng ý với cái việc gì ạ? Không đồng ý với cái việc là họ không cần ăn thịt để giữ sức khỏe. Tức nghĩa là chỉ ăn chay thôi cũng đã đủ tốt cho sức khỏe rồi. Như vậy thì đồng ý hay không đồng ý là mình phải xét về cái yếu tố này. They do not need to eat meat. Họ không cần phải ăn thịt. Được chưa? Như vậy á, thì cái việc mà mình provide cái này less diseases, less obesity, less diabetes có nên hay không? Cũng được ở cái khía cạnh là nó có lợi cho sức khỏe hay là không. Ví dụ chúng ta có thể nói là khi mà so sánh với cái việc ăn thịt thì cái veggies này nó có, khi mà tuân theo cái chế độ mà ăn chỉ toàn rau củ thôi thì nó sẽ có ít bệnh hơn, ít bệnh béo phì, ít bệnh tiểu đường hơn. Như vậy thì nó sẽ đánh vào cái yếu tố là healthy diet, đúng không ạ? Như vậy thì đánh vào cái yếu tố này, tức nghĩa là người ta không cần ăn thịt. Ở đây tôi còn đi xa hơn nữa là người ta không nên ăn thịt để mà có chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đó, thì ý này hợp lý, Tuấn Anh đồng ý. Nhưng yếu tố này, veggies are cheaper, nó có đánh vào cái yếu tố là healthy diet này không bạn Yến ạ? Dạ không ạ. Nó có đánh vào cái yếu tố là they do not need to eat meat không? Nó rẻ hay mắc có liên quan gì đến cái việc là họ cần phải ăn thịt hay là không không ạ? Dạ không. Không, do đó là cái yếu tố này không nên xài, đúng không ạ? Bởi vì xài cái yếu tố này sẽ đi lạc đề và sẽ làm ảnh hưởng đến cái cột điểm task response của em, là cái yếu tố là hoàn thành nhiệm vụ, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Ở đây là đi lạc đề, được không? Do đó mình sẽ cố gắng mình nghĩ ra thêm, tí nữa mình coi tham khảo ý tưởng với các bạn khác, coi là còn ý tưởng nào khác để mình có thể đắp vào trong này hay không. Còn nếu như mà không có thì mình sẽ cố gắng là mình giải thích cái ý này nhiều hơn nữa bằng cách gì ạ? Bằng cách phân tích hai hướng, nhớ không? Một cái là how it happens, nó xảy ra như thế nào, và thứ hai là nó mang lại cái lợi ích gì, được không ạ? Rồi, đối với cái khía cạnh thứ hai là tôi đang ủng hộ cho cái việc ăn thịt. Ăn thịt ở đây không nhất thiết là chỉ ăn thịt mà thôi, mà chỉ có nghĩa là cái câu hỏi ở đây là they do not need to eat meat. Nếu mà tôi đồng ý với cái việc này, nếu mà tôi phản đối cái việc này, tức nghĩa là they need to eat meat, nhưng nó sẽ dẫn đến hai cái cách hiểu khác nhau. Một cách hiểu thứ nhất nghĩa là tôi chỉ nên ăn thịt, và cách hiểu thứ hai là tôi cũng nên ăn thịt. Như vậy thì mình sẽ nên theo cái nào hơn ạ? Đối với cái tình cảnh của cái câu hỏi này, câu hỏi là they do not need to eat meat to have a healthy diet. Như vậy tôi chỉ cần tiến lên một mức thôi, tức nghĩa là họ vẫn nên ăn thịt, vẫn nên ăn thêm thịt, hoặc là họ cũng nên ăn thêm thịt để mà có healthy diet, được không ạ? Như vậy á, thì mình sẽ có thể là
Vậy thì cái phản biện của chúng ta đối với cái they do not need to eat meat là they also need to eat meat. Họ cũng cần phải ăn thịt. Vì sao? Thì ở đây em đưa ra hai lý do. Thứ nhất, not everyone has to follow hoặc là can follow. Không phải ai cũng có thể tuân theo cái chế độ ăn kiêng cả, vegetarian diet. Không phải ai cũng có thể tuân theo chế độ ăn kiêng cả, bởi vì mỗi người là có những cái taste và những cái habits khác nhau. Việc chuyển qua chuyển lại khá là khó. Và đôi khi là cái việc mà chuyển đổi cái chế độ ăn này nó dẫn đến những cái hệ lụy khác. Ví dụ như là ở một số nơi thịt đang rẻ mà bắt họ chuyển qua ăn chay thì sẽ là một cái gánh nặng kinh tế, một cái gánh nặng về tiền bạc với họ. Ví dụ vậy. Hoặc là vì một cái lý do nào đấy, vì lý do là để mà có được cái món chay á, thì phải tốn rất là nhiều thời gian so với việc mà chuẩn bị món thịt chẳng hạn như thế, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian và như vậy ảnh hưởng đến cái năng suất lao động của cái người ở trong cái cộng đồng đó. Thì như thế đó, mình có thể chế thêm những cái lý do khác như thế. Thì đối với cái ý này của em, anh đồng ý rồi, và nó có cái ý, và ý có cái ý thứ hai, nó tức nghĩa là cái bài chứ không phải ý nha, là có ý thứ hai là meat provides more energy, mang lại nhiều năng lượng hơn. Thì đó là một cái nó đánh vào cái healthy diet đúng không ạ, và nó better for healthy workers, được chưa mọi người? Như vậy thì bài này đến đây là ổn. Bây giờ mình sẽ nhờ thêm một vài bạn nữa cho mình biết cái ý tưởng của các bạn. Mình sẽ nhờ bạn Jessica nhé. Hello. Rồi, chào em bắt đầu đi. Dạ, cái bài của em nó sẽ đi theo hướng become the Rồi. vegetarian. Và thì sau khi anh phân tích thì em thấy lúc đầu cái bài giảng ý của anh trước khi anh phân tích đó thì em có ba hướng. Thì hướng nhất là về health first, là nó sẽ giúp reduce risk of the disease or the illness. Rồi, tiếp tục đi em. Dạ, rồi sau đó em sẽ giải thích lý do tại sao nó reduce rồi nó avoid some cái illness, là giống như heart disease hay là diabetes. Cái đoạn thứ hai em sẽ nói về cái cell environment. Rồi cái thứ ba nó em sẽ nói về cell money. Rồi. Vậy thì em nhìn với cái đề bài thì em sẽ thấy là em sử dụng được cái ý nào ở trong này ạ? Dạ, em thấy em dùng được cái ý đầu tiên thôi. Hai ý sau là nó hơi lạc rồi. Nó hơi lạc rồi. Như vậy á, thì khi mà chúng ta đặt mình vào trong cái tình huống chúng ta đi thi mà chúng ta gặp cái đề bài này á, thì không phải là mình sẽ chọn theo cái hướng là mình agree hay là disagree ngay cái bước đầu tiên, mà chúng ta nên có một cái quá trình brainstorm, tức nghĩa là chúng ta vạch ra hai cái cột, một cột là cột agree và cột thứ hai là cột disagree, và ở mỗi cái cột đó chúng ta provide thật là nhiều lý do vào, càng nhiều càng tốt, bất kể cái lý do nào chúng ta có thể nghĩ đến. Ví dụ hồi nãy em nghĩ đến những cái lý do là health nè, save environment hoặc là save money, thì em cứ liệt kê ra hết, không cần phải phân vân tính toán là cái lý do nó có hợp lý hay không. Mình đang brainstorm mà, do đó là viết ra. Sau đó mình đã sẽ có được hai cột là agree với lại disagree, thì mình sẽ xem là cái lý do nào là nó hợp lý để attack, để mà tấn công vào cái đề bài này, thì mình sẽ chọn nó. Không nhất thiết là cái quan điểm cá nhân của mình ở ngoài đời sống nó phải trùng khớp lại với lại cái quan điểm của mình ở trong cái bài này,
mình có thể là ở trong cái bài writing test này mình có thể là ghi về một cái quan điểm mà nó trái ngược với cái quan điểm sống của mình bên ngoài. Đó là một cái chuyện hết sức là bình thường, không sao cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái quan điểm của mình ở bên ngoài là quan điểm, là cái niềm tin cá nhân của mình. Còn cái đề bài của cái IELTS nó sẽ đòi hỏi mọi người xem xét một cái vấn đề nào đó ở một cái khía cạnh khách quan. Tức là mọi người phải xem xét lợi của nó là gì, hại của nó là gì, để mà mọi người thấy được rằng là cái vị thế của mình là chủ quan như thế nào. Đó, được chưa ạ? Vậy thì mình sẽ khi mà mình làm cái bài này là mình sẽ vạch ra hai cái cột, một cột là agree và một cột disagree. Và mình coi lại sau khi mà mình brainstorm được khá rồi đấy, cái mình coi là cái ý nào mình xài được, mình khoanh tròn nó lại. Ý nào mình không xài được, mình không khoanh, mình gạch nó đi. Rồi, và từ đó là mình cảm thấy là nếu như mà cái vế mà agree mà nó đủ nhiều á, ví dụ em có khoảng 2 hoặc 3 ý tưởng á, thì em có thể là em sử dụng nó để mà em viết cái bài này theo cái hướng là nghiêng hẳn về agree luôn, được không ạ? Như vậy á, thì có thể có bạn nào có gợi ý thêm về cái hướng cho bạn bạn Jessica không? Ví dụ như bạn muốn nói về cái đoạn là agree, thì chúng ta có thể thấy là they do not need to admit. Thì bây giờ em nói khai thác vào cái khía cạnh là health. Health á, thì bây giờ mình có thể phân tích như thế nào? Phân tích theo, bây giờ một mình cái health thì mình có thể break down, mình có thể phân nhỏ nó ra thành nhiều cái khía cạnh. Thứ nhất á, là cái điều kiện cần, và thứ hai là cái điều kiện đủ. Cần là sao? Tức nghĩa là mình nói rằng là they do not need to eat meat. À, họ không cần phải ăn thịt. Bởi vì sao? Bởi vì ăn rau cũng đã đủ cung cấp năng lượng rồi. Được chưa? Đó là cái điều kiện cần. Tức nghĩa là người ta đã có thể dùng cái lập luận đó để mà dựa vào cái lập luận đó, cái cơ sở đó để mà thay thế bữa ăn thịt của họ bằng bữa ăn rau. Bởi vì tôi nói rằng là dù có ăn thịt hay là ăn rau thì cũng sẽ đảm bảo được cái lượng năng lượng cung cấp được. Đúng không ạ? Rồi, và mình có thể phân tích ở cái khía cạnh thứ hai là gì ạ? À? Em có thể nói về cái việc reduce cái risk này. Tức nghĩa là sao ạ? À? Nghĩa là khi mà nó đã, hai bạn đã ngang nhau rồi về cái mặt cung cấp năng lượng, nghĩa là cái yếu tố cần ở đầu tiên rồi, thì tôi mới đẩy cho cái bạn ăn chay, cái bạn vegetarian được có lợi hơn với cái việc gì ạ? À? Bởi vì hơn nữa là việc ăn chay nó còn mang lại nhiều cái lợi và sức khỏe hơn. Ở đây là hồi nãy là đã có lợi và sức khỏe bằng nhau, bây giờ tôi đẩy cho nó nhiều lợi và sức khỏe hơn. Ví dụ như là reduce the risk of illnesses. Đó. Và từ đó là em có thể là em phân tích thêm về cái reduce như thế nào và nó dẫn đến cái kết quả như thế nào. Đó là em đã có cái đoạn số 2. Rồi, và mình có thể đẩy lên cao hơn nữa. Thì bây giờ mình sẽ đã qua được hai cái yếu tố về health rồi, thì bây giờ mình có thể đẩy như thế nào nữa ạ? À, tôi có thể nói rằng là họ không cần ăn thịt nữa đâu để mà có được cái healthy diet, mà bây giờ họ có thể có được cái healthy diet mà có lợi hơn, mà còn rẻ hơn nữa, bởi vì họ sử dụng phương án ăn rau. Đó. Thì bây giờ cái phương án mà veggies are cheaper nó mới phát huy thật sự cái tác dụng ở đây, ở cái bước thứ 3. Sau khi mà mình nói về hai cái bước quan trọng hàng đầu là cung cấp dinh dưỡng như nhau, rồi sau đó là cung cấp lợi ích sức khỏe hơn, và cuối cùng mình mới đi đến tới cái yếu tố lợi ích về tiền bạc và kinh tế. Đó. Thì bây giờ mình mới xài được cái chỗ save money hoặc là save environment, tùy ý em. Đó. Thì đó là một cái plus point, một cái bonus cuối cùng để mình khóa lại vấn đề, là cho nó càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn. Còn nếu mà ngay từ đầu em coi cái save environment hoặc là save money là một cái lý do chính để mà thuyết phục người ta admit, thì nó sẽ không hợp lý. Bởi vì người ta hoàn toàn, người ta có thể lựa chọn đánh đổi. Đánh đổi việc gì ạ? À? Người ta không muốn tiết kiệm tiền bạc. Tôi nói rằng là tôi muốn ăn khỏe mà, tôi sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để mà ăn khỏe, chứ tôi không muốn tiết kiệm tiền để mà ăn bị
kém dinh dưỡng hơn đó, thì lúc đó là nó lại không hợp lý. Còn khi mà em dùng cái save money hoặc là save environment đó để là cái yếu tố cuối cùng chốt lại vấn đề, sau khi em đã thuyết phục họ rằng là nó đã cung cấp dinh dưỡng mình rồi và thậm chí còn hơn nữa, thì lúc này cái save money nó mới có phát huy hiệu quả nha em. Ok không ạ? Ok, có thắc mắc gì nữa không ạ? Cảm ơn em. Rồi, rồi bây giờ cho mình mời thêm một bạn nữa nha. Mời bạn nhờ chị Hương. Em ấy là cái bài đây của chị đó, là em có nghe em vậy? Em có nghe, em có nghe. À, là đoạn thứ nhất đó là chị sẽ ok cái phê chị nghĩa là gì, bằng cách là chị sẽ nói là cái budget sẽ contain various type of magician, rồi mình lấy một số cái như cái vitamin và vitamin rồi đó. Xong rồi cho nên là show display rule in health, rồi and reduce risk of illness, rồi kể một số bệnh ra. Rồi như xong cái rồi chị làm rõ cái ý này là bằng cái ví dụ và mấy cái dạng mấy cái phát. Xong cái đoạn thứ hai là chị nói là nhưng mà hoặc cái này thì chưa đủ, có nghĩa rằng là ăn rau tốt nhưng mà càng phải bổ sung thêm thịt. Em nghĩ là mình lấy một số cái lý do như là firstly như là provide a large amount of calor. Rồi nhằm đến là energy for working day. Là cái secondly như là miss it safety. People can make a lot of delicious from it. Nghĩa là có thể chế biến như món ăn phong phú thứ thịt. Ok. Rồi có thể lấy thêm là nếu mà chỉ ăn rau không thì sẽ lack vitamin and mineral. Because the meat is the best sort of the gel B12. Chị có hai đoạn đó thôi. Rồi cho em hỏi tí xíu là cái chỗ mà lack of minerals đó, bị thiếu khoáng chất đó, là mình đang ủng hộ cho rau hay là cho thịt à? Có nghĩa là mình nói là chị ăn mà ủng hộ cho thịt á, nghĩa là nếu mà chị ăn rau không là không đầy đủ những cái vitamin và khoáng chất. À, tức nghĩa là mình đang nói rằng là một số những cái vitamin hoặc khoáng chất nó chỉ có tồn tại ở trong meat thôi đúng không ạ? Ý là chị là vậy đúng không ạ? Ừ, ý là vậy. À rồi, ok. Như vậy thì tới cái conclusion cuối cùng, cái dàn bài thì khá hợp lý rồi đó. Rồi tới cái conclusion cuối cùng, chị kết luận lại là chị kết luận như thế nào ạ? Kết luận là ủng hộ là quan điểm là mọi người là nên ăn veggies. Tuy nhiên là cần bổ sung thêm cái meat để cho cái sức khỏe nó toàn diện hơn. Ok. Nên bổ sung. Ok, như vậy thì em sẽ đề nghị một cái kết luận như thế này. Kết luận là cái việc ăn rau nó có rất là nhiều cái lợi ích về mặt sức khỏe. Tuy nhiên, nonetheless hoặc là nevertheless hoặc là however, người ta vẫn cần ăn thịt để mà duy trì một cái chế độ ăn nó healthy diet, được không ạ? Để mà nói về cái việc là they still need to eat meat to have a healthy diet. Thì cái việc này nó đồng nghĩa với cái việc là chị disagree với cái quan điểm này. Ok không ạ? Disagree với cái quan điểm là mọi người phải ăn chay vì đơn giản là người ta không cần ăn thịt. Còn ở đây quan điểm của chị là mặc dù ăn chay có lợi nhưng ăn thịt thì vẫn cần thiết. Được không ạ? Ok, như vậy thì á, cái đoạn của mình gồm có hai đoạn. Thứ nhất á, là tôi đồng ý rằng là việc ăn chay là việc có lợi, nhưng tôi không nói rằng cái việc có lợi đó là việc duy nhất mà tôi được phép làm hay là việc duy nhất mà tôi phải làm, mà
việc đó chưa đủ, tôi muốn nói thêm là người ta vẫn cần ăn thịt. Tôi disagree với cái việc là chỉ ăn rau, đúng không? Vậy thì cái việc đầu tiên á, mình không có nói rằng là tôi đồng ý với cái việc chỉ ăn rau, mà tôi chỉ đồng ý với việc là ăn rau là có lợi, được không? Nó khác với cái việc là đồng ý với chế độ chỉ ăn rau, đúng không ạ? Hai cái khác nhau, đúng không? À, rồi, như vậy thì mình cần vận dụng ở đây là mình đang disagree, do đó là mình sẽ nói rằng ở đây tôi đồng ý rằng có những cái lợi ích khi mà ăn rau, chứ tôi không nói rằng tôi đồng ý với việc chỉ ăn rau. Rồi, việc số 2 nói rằng là người ta vẫn cần ăn thịt. Đấy, thì khi này là mình đang nói về cái việc là việc ăn rau không là không đủ, cho nên tôi disagree. Đó. Rồi, thì đến kết luận, tôi sẽ kết luận rằng là mặc dù việc ăn rau quả thật là có một số lợi ích đấy, không thể phủ nhận, nhưng tôi vẫn không đồng ý với việc vegetarian ăn chay, bởi vì thịt vẫn là một cái essential part of our normal diet, một cái phần quan trọng của cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta. Như thế. Ok. Rồi, bây giờ em cảm ơn chị Hương, cái bàn bài của chị đến đây là ổn rồi đó. Rồi, mình sẽ nhờ bạn bạn Quỳnh Nhi ạ. Rồi, em nói lớn giùm anh nha, anh nghe hơi nhỏ. Dạ, dạ rồi. Rồi mình bắt đầu. Ôm dàn bài của em là cũng nằm ở giữa mấy dàn bài để giờ mọi người nói rồi. Cũng dạ. Là không hoàn toàn đồng ý với lại đề bài là chỉ ăn rau không. Ừ. Rồi, em cứ trình bày ý tưởng của em đi. Có trùng với mọi người cũng không sao hết, không sao hết. Dạ thì là ăn rau thì cung cấp những cái chất cần thiết mà chỉ có rau có, và giảm những cái bệnh ấy, những cái bệnh về do những cái nhiều bệnh tật. Còn ăn thịt thì tuy nhiên là không chỉ ăn rau không, mà phải ăn thịt bổ sung những cái chất mà chỉ có thịt mới có. Rồi. Ok, rồi vậy là giống theo ý tưởng của chị Hương ha. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là quay lại mình cũng thấy sẽ có quanh đi quanh lại một chi đó ý tưởng thôi, không sao hết. Việc mà trùng nhau, ý tưởng lớn đụng nhau là chuyện gặp hoài. Rồi, bạn Thùy Dân à. Rồi, bạn nói lớn lên giùm anh với nha. Dạ, dạ anh nghe rõ chưa anh? Rồi, nghe rõ rồi. Em cũng giống như ý tưởng như chị Hương anh. Cũng rồi, vậy, okay. Nhưng mà không hoàn toàn. Ừ, rồi. Vậy thì á, ok. Nói chung á là mọi người sẽ thường sẽ có theo cái ý tưởng là cũng dùng theo cái hướng của chị Hương. Nhưng mà mọi người nhớ về cái việc triển khai cái ý tưởng nha. Bởi vì có thể là các bạn đang bị thiếu, đang bị ít cái main idea thì các bạn phải bù đắp lại bằng cái phân tích sâu. Phân tích sâu là như thế nào ạ? Là chúng ta sẽ đi giải thích nhiều hơn bình thường. Chúng ta giải thích từ cái how it happens, nó hoạt động, cái cơ chế nó hoạt động như thế nào, nó xảy ra như thế nào, cho đến cả cái việc là nó mang lại cái lợi ích gì, hoặc là nó mang lại cái kết quả, cái hậu quả gì. Và sau cùng nữa, nếu mà vẫn còn cảm thấy chưa ưng ý, chưa có đủ dài, chưa có đủ sâu á, các bạn đắp thêm một cái for instance vào cho Tuấn Anh, hoặc là đắp thêm một cái kết quả nghiên cứu, a recent survey, hoặc là a recent report, hoặc là a recent study vào cho Tuấn Anh, đắp thêm vào để chứng thực cho cái kết quả của mình. Rồi, mời bạn cuối cùng, bạn Hiếu. Hello. Rồi. Em nghe chưa? Dạ rồi. Ý tưởng của em là đồng ý cho việc ăn thật, là không đồng ý cho việc ăn rau à? Anh ơi. Nó lớn lên thì mình cả. Không đồng ý cho việc ăn rau. À, không đồng ý với việc ăn rau. Dạ, ủng hộ ăn thịt. Rồi, thì nó còn có những cái phần như thế nào? Dạ, thì thịt thì cung cấp và raw protein, high protein. Ừ. Giúp tăng sức đề kháng. Rồi.
trong khi đó thì rau thì ít protein hơn. Và người ăn rau thì dễ bị mắc bệnh hơn. Rồi ý thứ hai là ăn thịt thì cung cấp mà khoáng chất như là sắt và kẽm. Rồi em ví dụ sắt thì tăng cường quá trình trao đổi oxy trong máu và giúp duy trì chức năng của các bộ phận, cơ quan. Và ăn thịt thì nó có những chất mà giúp tăng khả năng hấp thụ khoáng chất, vitamin. Việc tăng khả năng hấp thụ khoáng chất với vitamin thì tăng sức khỏe, tăng khả năng của bone structure. Mình không cần phải đi vào cái chi tiết, bởi vì cái đó sẽ là những cái dẫn chứng mà em đưa ra. Ở đây anh cần nghe cái dàn bài của em để coi là cái cấu trúc bài của mình đã có hợp lý hay không. Mình không cần phải đi quá chi tiết đâu. Thì tóm lại á, là mình sẽ thấy như thế này. Mình sẽ thấy là cái bài của bạn nó sẽ khác cái bài của chị Hương và những bạn khác ở một cái chỗ là chị Hương còn cho cái bạn rau một ít những cái đồng tình, đúng không ạ? Bạn chị Hương còn thấy là cái rau là nó, tôi đồng ý là nó có một số những cái lợi ích như thế này, tuy nhiên là tôi vẫn ủng hộ với cái việc là phải ăn thịt nữa cơ. Còn cấu trúc của bạn Hiếu thì sẽ khác một tí ha mọi người ha. Cấu trúc của bạn Hiếu á, là sẽ bây giờ là không có công nhận vai trò của rau luôn, được không ạ? Không có nhắc gì đến cái vai trò của rau luôn, mà tích cực dìm rau xuống để mà cực lực ủng hộ cho bạn thịt đó. Ví dụ bạn Hiếu đưa ra một số những cái dẫn chứng, những cái ý tưởng chính, như là thứ nhất là gì ạ? Cung cấp nhiều năng lượng hơn, đúng không ạ? Provides more energy, hoặc là cung cấp nhiều các dưỡng chất nutrients hơn, ví dụ như thế. Đó thì đó là cái sự khác biệt của cái bài của bạn Hiếu, nó sẽ khác với bài của phần lớn các bạn còn lại. Nhưng mà cái chuyện đó nó hoàn toàn ok, thì mình sẽ qua cái sự so sánh này, mình sẽ thấy là tùy vào quan điểm của mỗi người và tùy vào cách phân tích đó, nó sẽ có cái mức độ agree khác nhau, đúng không ạ? Tùy vào cái pháp phân tích mình sẽ có cái mức độ là đồng ý ở những cái mức độ khác nhau. Ở cái mức độ là tôi cảm thấy là tôi đồng ý với cái này nhưng mà tôi phải nói về cái kia, hoặc là tôi tích cực phản đối cái việc này luôn. Đó thì đó là những cái cách, những cái tầng khác nhau. Nhưng mà Hiếu ơi, đối với những cái lý lẽ, những cái supporting ideas, những cái dẫn chứng mà em đưa ra, thì anh đang cảm thấy là em đang đào sâu quá nhiều vào những cái yếu tố kỹ thuật mà anh sợ là em không đủ từ vựng để mà em có thể diễn đạt bằng tiếng Anh. Ở nhà em phải cố gắng là làm hai thứ dùm cho anh. Thứ nhất là reading, tí nữa lớp mình sẽ có một cái bài reading liên quan đến cái chủ đề này để mà mình tăng từ vựng cũng như là tăng những cái cách trình bày diễn đạt đối với cái chủ đề này. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta brainstorm á mọi người, mình không có brainstorm bằng tiếng Việt mà mình brainstorm bằng tiếng Anh dùng cho tiếng Anh. Để chi vậy? Để chúng ta không phải trải qua một cái bước rất là khó khăn là translate, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Bởi vì chúng ta có thể nghĩ được vô vàn ý tưởng bằng tiếng Việt, nhưng sẽ có một số những cái nội dung nhất định mà chúng ta có thể chuyển sang được tiếng Anh mà thôi, bởi vì chúng ta chưa có đủ cái vốn từ vựng á. Thì do đó là các bạn tập brainstorm bằng tiếng Anh dùng cho tiếng Anh, được không ạ? Brainstorm bằng tiếng Anh để chúng ta thấy được luôn là ở cái khía cạnh nào, cái quan điểm nào là tôi có thể diễn đạt được, và quan điểm nào là tôi không biết cách diễn đạt. Thì tôi sẽ đi đến cái việc là tôi chọn cái quan điểm nào để tôi trình bày. Được chưa ạ? Dạ. Rồi, nhất trí về việc đó nha. Thành ra là có những cái yếu tố kỹ thuật, những cái nội dung mà nó mang tính khoa học, hồi nãy em nói là thúc đẩy tuần hoàn hay gì đó, em nói như vậy, thì anh không rõ là chuyên ngành của em là về dinh dưỡng hay là về sinh học hay không, thì anh có thể trợ giúp được, nhưng mà khi đi thi thì không ai trợ giúp được cho em cái phần đó. Thành ra là mình phải suy nghĩ tính toán tới cái phần đó. Ví dụ thúc đẩy sự tuần hoàn, đúng không ạ?
tuần hoàn mình chỉ có biết được cái tuần hoàn máu là blood circulation thôi, còn những cái mà trao đổi chất hay cái gì đó ở trong cơ thể thì anh không có là người nghiên cứu về cái chuyên ngành sinh học đó thì anh sẽ không có biết được cái đó, trừ khi anh có những cái bài đọc đi kèm với những cái bài luyện viết thế này, tí nữa mình có, để mình mở rộng ra cái kiến thức của mình về cái lĩnh vực đó. Ok, rồi nhất trí với các bạn là như vậy ha. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử một cái bài mẫu trước khi mà chúng ta xem một cái bài đọc. Bây giờ mời các bạn đọc dùm cho Tuấn Anh hai cái đoạn đầu tiên ha. Đoạn số 1 chúng ta thấy là cái mở bài. Nhắc lại với mọi người, mở bài chúng ta thật được đánh nhanh thắng nhanh mà không cần phải đi quá là cầu kỳ tỉ mỉ ở cái chỗ này. Chúng ta chỉ cần hai chức năng. Thứ nhất, lặp lại cái bối cảnh hoặc là cái statement. Thứ hai là chúng ta nêu ra cái opinion của mình. Còn nếu không thì ta sẽ summarize, tóm tắt lại cái dụng ý hoặc cái ý tưởng của mình muốn làm gì đối với cái đoạn văn này. Ví dụ cái câu màu xanh có chức năng là lặp lại cái đề bài, được không ạ? Lặp lại cái đề bài nhưng mà không có lặp lại y nguyên mà chúng ta diễn đạt lại theo cái cách của mình ha. Các bạn sẽ thấy ở đây là gì ạ? Many people in the world currently choose not to eat meat in their daily meals. Được không ạ? Một cái cách thứ hai, đây là chúng ta lặp lại cái bối cảnh cái hiện tượng. Hiện tượng là gì ạ? Nhiều người trên thế giới đang chọn phương án không ăn thịt ở trong cái chế độ ăn hàng ngày của họ, trong bữa ăn hàng ngày của họ. Được chưa? Đó là cách số 1 là trình bày về cái hiện tượng. Cách số 2, chúng ta trình bày về cái quan điểm. Ví dụ, chúng ta nói rằng là some people think that, hoặc là some people prefer not to eat meat in their daily meals, hoặc là some people prefer not to eat meat in their daily meals in order to keep their diet healthy. Đó là cái mình đang trình bày về một cái niềm tin. Nó khác biệt hẳn so với cái việc mình đang trình bày một cái câu chuyện, một cái bối cảnh. Nhưng hai cái này nó sẽ cùng đóng chức năng tương đương là dẫn đề, tức nghĩa là đưa người đọc vào trong cái đề tài của mình. Rồi, tới cái câu số 2 màu đỏ. Câu số 2 màu đỏ, mình sẽ thấy ở đây tác giả nêu ra được cái opinion của họ ngay từ đầu luôn. Là gì ạ? Why I accept that this tendency can help people to live healthily. I believe not everyone should become vegetarian. Mặc dù tôi cho rằng, tôi đồng ý rằng là cái xu hướng này có thể giúp cho người ta sống khỏe mạnh, nhưng tôi tin rằng không phải ai cũng cần phải ăn chay, cũng nhất thiết phải ăn chay. Đó là chúng ta đang provide an opinion. Nhưng nếu mà chúng ta không có opinion, biết được ngay từ khúc đầu, thì chúng ta có thể làm như thế nào ạ? Chúng ta có thể là chỉ cần summarize, chúng ta tóm tắt lại cái dụng ý của mình. Tôi sẽ làm cái gì ở trong cái bài essay dưới đây. Ví dụ, tôi nói rằng là the following essay will examine the statement in details and provide some a conclusion. Ví dụ như vậy. Là gì ạ? Cái bài essay ở dưới đây, mình đánh ra ở dưới đây cho mọi người dễ coi nhé. Rồi nói nhiều đâu bị quá. The following essay will examine, hoặc là investigate, hoặc là assess. Đã, mình có những cái chữ để nói về việc đánh giá, evaluate. Đã, những cái động từ để nói về cái việc đánh giá, để không mọi người, đánh giá gì ạ? Đánh giá this trend, hoặc là this phenomenon, this tendency, this development. Đó là những cái hiện tượng hoặc là những cái xu hướng. Mình có trend, tendency, phenomenon, development. Hoặc tôi có thể đánh giá về cái lời khẳng định, cái statement, hoặc là cái niềm tin, cái belief, hoặc là cái opinion. Đó.
Nếu ở phía trên tôi nói rằng là some people think that a vegetarian diet is necessary for a healthy life. Ví dụ như vậy là tôi đang nói về một cái gì ạ? Một cái nhận định, một cái quan điểm. Thì chúng tôi, thì ở cái câu phía sau tôi không thể đánh giá về cái trend này hay là cái hiện tượng này hay là cái xu hướng này được, đúng không? Mình phải đánh giá về cái khẳng định này, cái niềm tin này, cái quan điểm này, opinion hoặc là perspective, đúng không ạ? Đó, thì tùy theo cái câu màu xanh mình nói cái gì, thì ở câu màu đỏ mình sử dụng những cái tên gọi tương ứng, in details and provide a reason, conclusion. Được không mọi người? Đó là một cái cách nữa để chúng ta có thể là mở bài. Nhưng mà nhớ là thật nhanh, chứ không có đi cầu kỳ ở cái chỗ này. Rồi bây giờ mời mọi người á, dành ít phút đọc cái đoạn đầu tiên. Đầu tiên là gì ạ? Mình có cái câu topic sentence. There are several benefits of being vegetarian. Rồi mời các bạn đọc trong vòng từ 30 giây đến 1 phút, mình sẽ quay trở lại ngay. Rồi chưa ạ mọi người? Rồi bây giờ chúng ta xem nhé. Cái đoạn này họ viết như thế nào? In my opinion, there are several benefits of being vegetarian. Right, firstly, since there are many types of vegetables that can provide people with enough nutrition, it has become less necessary for people to eat meat. Đầu tiên là bởi vì có nhiều loại rau mà có thể cung cấp đủ dưỡng chất rồi, cho nên là không cần phải ăn thịt nữa. Các bạn thấy không ạ? Đang đi từ cái điều kiện cần trước, rồi mới tới cái điều kiện đủ sau. Rồi, thì cái secondly là gì ạ? Vegetables and fruits nó contain vitamins that are highly beneficial for people, mà cái meat nó lại không có, đúng không? Thì từ cái điều kiện cần mới đi đến tới cái điều kiện đủ. Rồi, finally, một cái lợi ích, một cái bonus point thôi, là cái phụ mà thôi, để mà đẩy nó lên thôi. If more people refuse to eat meat, fewer animals will be slaughtered. Tức nghĩa là nếu như mà người ta không có ăn thịt nữa thì sẽ có ít động vật bị giết hơn. Slaughter, bị giết nha mọi người ha. Rồi, vậy thì á, ở đây á, là họ bị thiếu cái cách giải thích, do đó là người ta mới sử dụng cái for example. Nhưng mà Tuấn Anh sẽ không có khuyến khích mọi người lạm dụng cái example theo kiểu này. Tuấn Anh nhắc với mọi người á, example, cái dẫn chứng, cái ví dụ chỉ đưa ra như là một cái phương án đối đế cuối cùng khi mà các bạn không biết giải thích thôi. Còn nếu như mà các bạn có thể giải thích được thì các bạn cứ giải thích. Giải thích theo cái cách mà Tuấn Anh bảo với mọi người á, là nó xảy ra như thế nào, hoặc là nó dẫn đến kết quả gì. Được chưa ạ? Rồi. Và chúng ta có cái gì là chúng ta thắc mắc cái đoạn này không ạ? Ở đoạn này á, chúng ta sẽ thấy cái cấu trúc nó như thế nào.
cấu trúc nó gồm có 3 thứ như sau. Thứ nhất là chúng ta có một cái topic sentence. Là gì ạ? Là câu chủ đề. Câu chủ đề nghĩa là câu chủ đề nói rằng là there are benefits. Vegetarian has benefits. Đó. Topic sentence. Và sau đó họ phải dẫn dắt mình vào benefit số 1. Benefit 2. Và benefit 3. Thì những cái benefit này chúng ta gọi là cái main point. Main point là gì ạ? Nghĩa là cái luận điểm chính. Cái luận điểm chính. Và từ cái main point này á, họ mới đi vào giải thích thêm. Nghĩa là nó xảy ra như thế nào, hoặc nó mang lại kết quả gì, Hoặc là dẫn chứng, hoặc là ví dụ là gì. Thì ở đó chúng ta có supporting idea hoặc là supporting point. Được không ạ? Đó. Thì ở từng cái main point này mình sẽ có những cái supporting idea đi kèm. Và chúng ta sẽ thấy là nó có cái topic sentence để làm cái nhiệm vụ giới thiệu cho người giám khảo họ biết được rằng là tôi sẽ nói về cái điều gì. Giống như trường hợp của chị Hương, chị nói rằng là tôi đồng ý với cái việc là có những cái lợi ích nhất định khi mà ăn rau. Ví dụ như vậy, thì tôi sẽ nói rằng là I agree that. Firstly, I agree that there are benefits. There are certain benefits of eating vegetables only, hoặc là leading a vegetarian life. Ví dụ như vậy. Đó. Rồi, thì đó là cái nhiệm vụ, cái topic sentence. Nhưng mà đôi khi á, chúng ta cũng có thể viết một cái đoạn văn mà không cần cái topic sentence đó. Là bởi vì chúng ta đã lồng ghép cái ý của cái topic. Chúng ta đã lồng ghép cái topic đó vào trong cái benefit số 1 rồi. Ví dụ, chúng ta có thể nói rằng là one of the benefits important benefits of being vegetarian is cái gì đó. Thì ở đây là ví dụ is gì ạ? Is that vegetables themselves can provide enough nutrition. À, các bạn nhìn với cái câu này, các bạn thấy điều gì nó xảy ra ở đây ạ? À? Nó đang xảy ra một cái việc là nó lặp lại cho chúng ta cái ý là nó provide enough nutrition, đúng không ạ? Provide enough nutrition. Rồi. Nhưng khi mà người ta mới đọc vào cái trong cái đoạn mà gặp ngay cái câu này, người ta không cần thiết phải có cái câu là there are several benefits of being vegetarian. Bởi vì sao? Bởi vì ngay nội trong cái câu main point này cũng đã có cái topic, có cái chủ đề rồi. Chủ đề là gì ạ? The benefits of being vegetarian. Các bạn thấy không ạ? The benefits of being vegetarian. Và sau này cho dù tôi không có lặp lại cái chữ benefit này, tôi lại đi tiếp tục với cái secondly, hoặc là next, hoặc furthermore, in addition đi nữa, thì người ta vẫn hiểu là cái đoạn này vẫn đang nói về cái benefits of being vegetarian. Được không ạ mọi người? Có ai có thắc mắc gì chỗ này không ạ? Có thắc mắc phải nói liền nha, đừng có giấu. Rồi, vậy thì kết thúc cái đoạn ở đây. Tới cái đoạn số 2. Đoạn số 2 cũng tuân theo cấu trúc là có một cái topic sentence, và sau đó là bạn này cho hai cái main point, và bạn đi giải thích bằng những cái supporting ideas. Các bạn xem nhé. However, I believe this tendency is not suitable for everyone. Đó, topic của bạn là gì ạ? Topic của bạn là this tendency is not suitable for everyone. Được không ạ? Rồi, chúng ta thấy gì ạ? Chúng ta thấy có main point number one. Firstly, it is not advisable for children to become vegetarian.
trẻ con á, thì không có nên là theo cái tập tính ăn chay. Và thứ hai là gì ạ? Furthermore, athletes are those who should not be vegetarian. Được chưa? Rồi, có ai mà mình đọc tiếng Anh mà mình không có giải nghĩa cho các bạn mà các bạn không có hiểu á, các bạn cũng phải nói liền để mình giải đáp cho các bạn nha. Rồi, và sau đó sẽ có cái cấu trúc là những cái supporting ideas để mà giải nghĩa cho cái main idea này. Chúng ta thấy gì ạ? As they are in the process of growing up, they need to eat a wide range of food, including meat, which contains essential nutrients to improve their physical health. Vai trò của cái câu này để nói về gì ạ? Là nó diễn ra như thế nào? How it happens? Cái những trẻ em không nên ăn chay là cái việc đó nó diễn ra như thế nào? Diễn ra theo kiểu là vì chúng đang lớn lên cho nên là chúng cần phải ăn nhiều loại thức ăn đa dạng khác nhau, gồm có meat luôn. Ok. Rồi kết quả hoặc là hậu quả như thế nào ạ? Kết quả là if children only eat vegetables, they might become less healthy than they should be. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy á, chúng ta có cái đoạn mà những người vận động viên không nên ăn chay diễn ra như thế nào? Diễn ra là bởi vì cái nghề nghiệp của họ nó liên quan đến, nó bao gồm cái việc mà luyện tập cực khổ, luyện tập mức độ tần suất cao hàng ngày, cho nên là họ cần phải ăn thịt để mà provide enough calorie. Được chưa? Đó là về mặt cấu trúc. Bây giờ mình sẽ giải đáp với các bạn tới cái đoạn kết luận đi, rồi mình sẽ giải đáp với các bạn về các cái cấu trúc ngữ pháp và từ vựng trong này ha. In conclusion, rồi conclusion á, mình thường có một hoặc hai câu, mà đẹp nhất là hai câu. Câu số 1, chúng ta sẽ lặp lại cái bối cảnh hoặc là cái đề bài, và câu số 2, ta sẽ trình bày cái opinion, cái quan điểm của mình. Nhưng không nhất thiết là các bạn cứ phải nhất nhất là phải lặp lại cái đề bài. Tuấn Anh chỉ nói là trong trường hợp đẹp nhất các bạn viết hai câu thôi. Nhưng nếu mà các bạn bị thiếu thời gian thì các bạn chỉ cần viết một câu mà thôi, và cái câu đó nó sẽ là cái opinion của các bạn. Các bạn sẽ thấy là cái ví dụ ở đây chỉ có một câu. Lời khuyên của Tuấn Anh là các bạn khi mà viết kết luận các bạn chỉ cần viết là in conclusion là xong. Đừng có suy nghĩ sáng tạo gì thêm ở cái mức độ này. Nếu các bạn muốn điểm cao, ví dụ 7 chấm, 7.5, 8 chấm, thì hỏi mình sẽ gợi ý cho các bạn một số những cái bài đọc để mà các bạn có những cái cách viết kết luận mà nó điểm cao lên. Nhưng khi mà các bạn viết chưa vững thì các bạn cứ tập trung các bạn viết in conclusion dùng cho Tuấn Anh. Không cần phải viết theo kiểu là to sum up hay là in a nutshell hay là in general hay cái gì đó. Đừng có xài mấy cái đó nha mọi người, rất là nguy hiểm. Bởi vì những cái đó các bạn sẽ bị mắc vào cái lỗi là viết informal. Được không ạ? Cách an toàn nhất và đảm bảo nhất là in conclusion, là một cái cách rất là formal. Được chưa ạ? Nhất trí chỗ này nha, không thay đổi. Rồi, chúng ta có cái quan điểm như thế nào? Why I agree that becoming vegetarian can help people have a healthy diet. Tôi đồng ý rằng là nó có lợi ích về sức khỏe, nhưng I do not think this is an option that everybody should take. Tôi không nghĩ rằng đây là một cái lựa chọn mà mọi người đều nên thực hiện nó. Được chưa? Rồi, thì đây là cái chức năng của cái conclusion mà thôi. Rồi, thì các bạn có thể là viết thêm cái bối cảnh context lại, là ví dụ như là in conclusion, mặc dù là một số người họ tin rằng là nên ăn chay để mà có healthy diet, hoặc là in conclusion là mặc dù thế giới ngày nay xu hướng là nhiều người càng ngày càng ăn chay nhiều hơn, ví dụ như thế. Đó, đó là cái câu màu xanh mà mình có thể ép vào. Tuy nhiên ở đây là trong trường hợp mình bị thiếu thời gian, mình chỉ viết một câu duy nhất mà thôi. Rồi, bây giờ làm sao để viết cho nó hay hơn? Viết như thế nào? Những cái grammar ở trong này chúng ta coi nào. Cái grammar ở trên này thì
nó dễ rồi, cho nên là mình không có cần cần phải giải thích nhiều ha. Ở trên này mình sẽ thấy có một cái câu phức như thế này. Cái đặc điểm của cái bài, của cái yếu tố grammar là các bạn sẽ cần phải sử dụng những cái cấu trúc nó đa dạng. Đa dạng ở đây là sao ạ? Cái câu của mình nó sẽ có những cái dạng là simple sentence, plain sentence, nghĩa là câu đơn. Chúng ta có cái dạng thứ hai là compound sentence, nghĩa là câu ghép. Câu ghép là nó thường nó nối nhau bằng cái từ and. Đó. Vì sao? Vì nó nối hai cái vế SVO, subject, verb, object, mà nó có chức năng ngang hàng nhau, tương đương nhau. Nhưng nếu mà chúng ta muốn đẩy nó lên phức tạp hơn thì chúng ta phải viết câu phức. Câu phức nghĩa là complex sentence, nghĩa là sao? Nghĩa là có một vế chính và một vế phụ. Các bạn nhìn thử vào cái câu này. Since there are many types of vegetables that can provide people with enough nutrition, it has become less necessary for people to eat meat. Rồi, như vậy thì cái it has become less necessary for people to eat meat là cái vế chính ở trong này. Và cái vế phụ, nó phụ thuộc vào cái vế chính là những cái vế nó đi giải thích nguyên nhân hoặc là kết quả của cái vế chính. Ví dụ ở đây, bởi vì có những loại rau mà có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Rồi, nếu như nó đi một mình, nó sẽ không mang lại ý nghĩa gì với người đọc cả, bởi vì nó chỉ là vế phụ mà thôi. Còn nếu như vế chính nó đi một mình, nó vẫn mang lại ý nghĩa. Ý nghĩa là gì ạ? It has become less necessary for people to eat meat. Sẽ không cần thiết để mà người ta phải ăn thịt nữa. Được không? Một mình nó đứng, nó vẫn có ý nghĩa. Nhưng cái đoạn mà since mà nó đứng một mình, nó lại không có ý nghĩa với người đọc. Như vậy khi mà mình ghép một cái vế chính và một vế phụ lại với nhau thì mình sẽ tạo thành một cái câu phức. Và bây giờ mình còn lồng ghép một cái phức hơn nữa là chúng ta dùng mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ như thế nào ạ? That can provide people with enough nutrition. Mệnh đề quan hệ này bổ nghĩa cho cái gì ạ? Bổ nghĩa cho many types of vegetables. Được không? Thì nó trở thành một cái vế phụ cho cái cụm there are many types of vegetables. Được chưa mọi người? Rồi. Về cái mặt ngữ pháp, chúng ta sẽ cần lưu ý cái động từ provide. Provide chúng ta có hai dạng để sử dụng nó. Thứ nhất, các bạn ghi chú vào trong sổ tay của các bạn nha. Provide somebody with something. Và thứ hai, provide something to somebody. Mình chỉ có hai dạng đó thôi. Được chưa? Nếu như mà mình bảo là provide people enough nutrition, tức nghĩa là chúng ta đang dịch theo tiếng Việt, dịch chay theo tiếng Việt, cung cấp cho con người đủ dưỡng chất. Đó là kiểu tiếng bồi, đó là tiếng Việt của chúng ta. Còn tiếng Anh phải tuân theo cấu trúc là we provide people with enough nutrition. Có chữ with dùm cho Tuấn Anh. Nhớ việc này nha. Rồi chúng ta có cái cấu trúc gì nữa hả? Cấu trúc là it has become less necessary for people to cái gì đó. Vậy mình có cái cấu trúc là it is adjective for someone. It is cộng với adjective for somebody to do something. Tức nghĩa là cái tình huống hoặc là cái câu chuyện nó có cái tính chất nào đấy để cho người ta phải làm điều gì đó. Được không ạ? Ví dụ, you are, nó phải ví dụ, it is so entertaining for me. It is so hard for me to leave the party. Tại vì rất là khó để tôi rời buổi tiệc. Được không ạ?
Thì ở đây chúng ta có gì ạ? Nó không cần thiết để cho người ta phải ăn thịt. Rồi, less necessary là nó yếu hơn cái unnecessary một chút. Cái này là chỉ là không có, nó kém cần thiết thôi, chứ không phải là hoàn toàn không cần thiết. Được chưa? Và ở đây chúng ta sử dụng cái thì gì ạ? Present perfect để nhấn mạnh về một cái hiện tượng hoặc là một cái tính chất nào đó mà nó đã kéo dài từ xưa tới giờ. Đó, chúng ta phải lưu ý về việc là sử dụng nhiều verb tense. Cái verb tense phổ biến nhất của mình trong writing là gì ạ? Present simple. Nhưng tìm thêm cái cớ để mà sử dụng những cái verb tense khác. Verb tense past simple, quá khứ đơn, để thể hiện về một cái nguyên nhân hoặc là một cái sự kiện gì đó trong quá khứ. Nhưng mà để nói về một cái tác động, một cái hiệu ứng, một cái lợi ích, thì mình có thể sử dụng has become hoặc là has cái gì đó, present perfect, để mà chúng ta nói về một cái vấn đề, một cái cảm giác, một cái sự khó chịu, thì chúng ta sử dụng gì ạ? Present continuous. Được không ạ? Ví dụ I am facing a lot of difficulties. Đấy. Hoặc là the world is facing with a lot of challenges. Thế giới ngày nay đang đối mặt với rất nhiều thử thách. Đó. Thì đang thể hiện về những cái vấn đề, những cái khó khăn, những cái cảm giác. Và chúng ta cũng có thể lồng ghép vào trong cái present perfect luôn. Ví dụ, the world has been facing with a lot of challenges. Thế giới vẫn đang tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn. Has been facing. Present perfect continuous. Ghép giữa perfect với lại continuous. Được không ạ? Rồi. Chúng ta học được cái gì ở đây ạ? Chúng ta thấy là nutrition là dinh dưỡng. Còn cái chất dinh dưỡng mình có gì ạ? Mình có nutrient. Nutrient. Và đếm được nutrient. Đây là dinh dưỡng nói chung. Đây là nutrient. Và chúng ta có nhà dinh dưỡng học là gì ạ? Nutritionist. Được không ạ? Rồi. Có tính từ là gì ạ? Nutrients. Ok. Rồi. Và chúng ta có là có động từ eat. Bài mẫu chúng ta có động từ là less necessary for people to eat meat. Bây giờ cái chữ eat mà nó thường quá thì chúng ta có thể thay thế bằng gì? Chúng ta có thay eat bằng ingest hoặc là consume meat. Ăn thịt hoặc là tiêu thụ thịt. Rồi, nhắc tới cái chữ ingest này, mình sẽ nhờ các bạn compare cho mình cái cặp sau đây. Ingest, ingestion, digest, digestion và congest, congestion. Ba cái chữ này khác nhau như thế nào ạ? Ingest là cái hành động chúng ta đưa thức ăn vào miệng và nuốt nó. Hoặc là drink something, eat or drink something by swallowing it. Được không mọi người? Đó là việc đưa thức ăn vào miệng, tức nghĩa là ăn đó. Còn digest là cái hành động của cái bao tử mình, là hành động tiêu hóa. Congest là cái việc bị tắc lại. Ví dụ, ăn nhiều quá cái nó bị nghẹn họng, thì chúng ta đang bị congested. Được không ạ? Do vậy chúng ta có cái hiện tượng là traffic congestion, nghĩa là sao? Kẹt xe. À, tắc nghẽn giao thông tức nghĩa là kẹt xe. Như vậy ở cái chỗ này á, ở cái môi trường này chúng ta có thể thay thế ingest bằng digest cũng được ha. Không cần phải ăn thịt hay là không cần phải tiêu hóa thịt. Ok không mọi người? Rồi, các bạn coi tiếp dùm cho Tuấn Anh. Có cái cụm từ màu xanh ở đây. Chúng ta thấy là for instance, it has been proven that. Nó đã được chứng minh rằng it has been proven that. Vậy là mình sẽ
It has been proven that. Và chúng ta có thể thay thế là it is evident that. Rõ ràng là. Được không ạ? Bởi vì sao chúng ta có cái chữ là evidence là chứng cứ. Như vậy evident là được chứng minh, rõ ràng là. Được chưa? Tiếp tục chúng ta có từ slaughter. Chúng ta đối với cái ngành công nghiệp mà gia súc hay là thực phẩm súc sản á, thì chúng ta không có gọi là kill. Kill thì cũng được thôi nhưng mà nó thường quá. Bây giờ chúng ta phải có một cái từ chuyên môn cho nó, gọi là slaughter, là giết mổ. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Đối với cái đoạn thứ hai, chúng ta học được gì từ đây? Chúng ta thấy là it is not advisable for children to become vegetarian. Là các bạn lại tiếp tục thấy cái cấu trúc gì ở đây là it is cộng với adjective for somebody to do something. Đúng không ạ? Advisable tức nghĩa là được, nên được khuyên. Nên được khuyên là làm cái gì đó. Đúng không? Rồi, chúng ta có cái câu là as they are in the process of growing up. Nghĩa là sao? As này nghĩa là bằng với since hoặc là bằng với because. Bởi vì chúng đang trong cái giai đoạn lớn lên, cho nên là chúng cần phải ăn một cái sự đa dạng thức ăn khác nhau, a wide range of food. Mình sẽ đánh dấu bên này cho các bạn nha, a wide range of food. Rồi, bây giờ chúng ta thấy là including meat là biểu thị cho một cái relative clause. Ở đây chúng ta đang xây dựng một cái câu phức, một cái complex sentence bằng cách chúng ta nối hai cái vế có mối quan hệ nhân quả với nhau. Ở đây là nguyên nhân là vế phụ và cái kết quả là cái vế chính. Rồi, sau khi mà chúng ta ghép hai câu này rồi, chúng ta lại tiếp tục sử dụng mệnh đề quan hệ để đưa cho cái câu phức này trở nên phức hơn nữa. Chúng ta có which includes meat, đúng không ạ? Và chúng ta rút gọn nó lại. Nếu là thể chủ động thì rút lại thành verb in, thể bị động rút lại thành verb 3, verb past participle. Được không? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ thấy là including meat. Rồi, đối với cái meat này tiếp tục lại giải nghĩa cho nó bằng mệnh đề quan hệ which contains essential nutrients. Được chưa? Rồi, ở đây vì mình đã rút gọn ở phía trước rồi, bây giờ nếu mà mình rút gọn cái containing nữa thì cái câu của mình nó sẽ trở nên bị tối nghĩa và dễ bị nhầm lẫn. Do đó là chỗ này mình viết đầy đủ ra. Essential, mình có những chữ nào để thay thế cho nó? Mình có essential tức nghĩa là important, đúng không ạ? Rồi, chúng ta có gì nữa? Chúng ta có vital, nghĩa là thiết yếu, quan trọng. Được chưa? Đó là những chữ có thể thay thế cho nhau. Rồi, tiếp tục. To improve their physical health. Rồi, cái chữ này bình thường chúng ta chỉ có thể là chỉ cần ghi tới health là đã đủ rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn tăng điểm của mình lên, mình muốn tăng lên, thì mình có cái thủ thuật là mình chèn cái tính từ vào danh từ, và có thủ thuật là chèn adverb vào trong cái tính từ hoặc động từ. Được không? Thì cái health này bình thường người ta vốn dĩ người ta đã hiểu là sức khỏe rồi. Nhưng bây giờ mình muốn hay hơn thì mình đi phân định là health là có sức khỏe về thể chất và sức khỏe về tinh thần. Thì chúng ta có physical health và chúng ta có mental health. Được không mọi người? Rồi, chúng ta có câu conditional tense. Chúng ta có mệnh đề về điều kiện, câu điều kiện. Chúng ta có if children only eat vegetables, they might become less healthy than they should be. Đây là câu điều kiện loại mấy ạ? Loại 1, đúng không? Tức nghĩa là một cái việc nào đó hoàn toàn có thể có khả năng xảy ra trong hiện tại hoặc là trong tương lai. Rồi, câu điều kiện loại 2, loại 3 là nó để thể hiện những cái sự việc mà không thể xảy ra trong hiện tại hoặc không thể xảy ra trong quá khứ. Nó sẽ phục vụ chức năng nó để phục vụ để mô tả những cái giả định. Được không ạ? Giả định tức nghĩa là không có trong thực tế. Rồi, vậy thì cái việc mà trẻ con chỉ ăn rau thôi á, thì đó, việc đó có thể xảy ra không? Vẫn có thể xảy ra trong hiện tại, đúng không ạ? Vẫn có khả năng xảy ra. Đấy, cho nên là mình sử dụng là cái verb
cái conditional tense ở cái loại số 1. Tuy nhiên, ở cái câu này, nếu như mà tôi đang thay đổi là if children only ate vegetables, they might become less healthy than they should be. Được không ạ? Được. Là bởi vì sao? Ở đây á, mặc dù là cái thì của tôi đang chuyển thành conditional tense loại 2, tức nghĩa là không có thật trong hiện tại, nhưng có quả thật là như vậy hay không thì xin thưa là không. Tôi chỉ đang lùi thì về một bậc trong quá khứ để mà tôi thể hiện cái yếu tố lịch sử, cái sự khiêm nhường ở trong này. Tôi đang giả định là cái việc đó nó không thể xảy ra. Tôi đang khiêm tốn, khiêm nhường là một cái cách để mình thể hiện cái sự formal, cái tính trịnh trọng của mình ở trong cái bài writing. Thì cái việc này vẫn ok ha các bạn ha. Rồi. Furthermore, athletes are those who should not be vegetarian. Được chưa? Rồi. Đối với chỗ này á, thì cái câu của chúng ta có gì ạ? Một cái câu phức nữa. Nó gồm có hai vế. Vế thứ nhất chỉ về là vế phụ, chỉ về cái nguyên nhân. Và thứ hai là cái vế chính, chỉ về kết quả. Nguyên nhân là bởi vì cái nghề nghiệp của họ nó bao gồm cái việc là intense training, là cái việc mà tập luyện ở cái mức độ cao thường xuyên. Như vậy mình sẽ học được cái điều gì đây? Thứ nhất là về cái jobs. Jobs này là dành cho các bạn nào mà cần viết chữ vựng thì mình sẽ xài là job. Nhưng nếu mà mình muốn đẩy nó lên thì chúng ta gọi là profession, tức là cái chuyên môn của họ, hoặc là cái career của họ, được không ạ? Career thì cũng chưa có hay bằng cái profession đâu, cho nên là Tuấn Anh gợi ý luôn là cái profession sẽ tốt hơn. Careers. Ở đây là số nhiều ha, bởi vì mỗi người một job chứ không phải tất cả mọi người cùng một job. Rồi, và chúng ta có cái động từ involve. Involve tức nghĩa là include. Để mà giải thích cho cái này á, thì sẽ rất là khó. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nhau xem từ điển. Involve meaning. Bây giờ thường Tuấn Anh sẽ coi cái từ điển mà tốt nhất là từ điển Cambridge. Các bạn xem ở cái phần định nghĩa này nha. Thường mình nên coi bằng từ điển Anh sẽ tốt hơn. Involve. If an activity, situation, what or whatever involves something, thì có nghĩa là cái thing đó, cái something đó is a part of the activity. Tức nghĩa là nếu như mà một cái hoạt động hoặc một cái tình huống nào đấy mà nó involve một cái điều gì đấy, thì tức nghĩa là cái điều đó nó là một phần của cái tình huống đó hoặc là của cái hoạt động đó. Các bạn xem thử câu ví dụ. Research involving the use of biological warfare agents will be used for defensive purposes. Là cái hoạt động nghiên cứu mà nó bao gồm cái việc sử dụng các hóa chất sinh học, cái chất độc sinh học, vũ khí sinh học, sẽ là bằng chứng, sẽ là sử dụng cho việc kháng án, defensive purposes. Rồi, cái defensive purpose là cái gì mà chúng ta không cần quan tâm? Chúng ta quan tâm cái yếu tố chỗ này nè, research và cái the use of biological warfare agents. Một cái là hoạt động nghiên cứu, và cái hai là cái việc sử dụng vũ khí sinh học. Được chưa? Rồi, vậy thì cái nào nó lớn hơn cái nào ạ? Rõ ràng là cái research là một cái hoạt động nó lớn hơn cái việc sử dụng hóa chất, đúng không ạ? Research có rất là nhiều cái những cái hoạt động khác nhau ở trong đấy, và cái việc mà sử dụng hóa chất, sử dụng vũ khí sinh học, nó chỉ là một phần của cái research đó thôi. Do đó mình sẽ nói là research involves the use of biological warfare agents, như vậy. Hoặc là cái việc này, the operation, cái ca mổ, cái ca phẫu thuật, nó involves putting a small tube into your heart. Nó bao gồm cái việc là đặt một cái ống nhỏ vào trong cái tim của bạn. Đấy, thì tức nghĩa là cái ca mổ này nó bao gồm nhiều việc khác nhau, và trong đó nó bao gồm cái việc là đặt một cái ống vào trong cái
trái tim của bạn. Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái involve nhé. Involve hiểu nôm na gọi là include, bao gồm, được chưa? Chứ không phải là liên quan đến. Liên quan á, thì cũng là một trong những cái cách dịch mình dịch ra tiếng Việt, nhưng mà nó sẽ dễ khiến cho các bạn hiểu sai ý nghĩa của cái chữ involve này, các bạn sử dụng sai, sai ngữ pháp, được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ xem thử đối với cái tình huống số 2. If a situation involves someone or something, nếu một cái tình huống mà nó involve một cái người hoặc một cái vật nào đó, thì cái người, cái vật đó bị ảnh hưởng bởi cái tình huống đó. Ví dụ, the second accident involved two cars and a lorry. Cái vụ tai nạn nó ảnh hưởng đến, nó liên quan đến, nó bao gồm hai chiếc xe hơi và một chiếc xe tải. Chưa? Như vậy thì cái tai nạn này bao gồm hai xe hơi và một xe tải. Tức nghĩa là hai xe hơi và một xe tải nó là một phần của cái tai nạn này. Hai xe hơi và hai một xe tải này nó bị ảnh hưởng, nó bị tác động bởi cái tai nạn này. Được chưa ạ? Rồi, mình quay lại với cái bài của mình nha. Bài này cũng nhìn đơn giản mà cũng khá khá đấy mọi người. Rồi mình sau cái chữ involve chúng ta có gì ạ? Chúng ta có intense training. Intense training. Chúng ta có intense và intensive. Không biết là giải nghĩa với mọi người chưa? Thì chúng ta sẽ thấy là intense tức nghĩa là at a high level, ở một cái mức độ cao, cường độ cao. Và ở đây intensive tức nghĩa là at a high level in a very short time. Rồi, các bạn thấy hai cái chữ này nhìn quen quen giống giống nhau, nhưng thực chất là nó có khác nhau tí xíu. Khác nhau ở chỗ là intense tức nghĩa là nhiều, cường độ cao. Còn intensive tức nghĩa là nó cường độ cao trong một thời gian ngắn. Và các bạn lưu ý là in a very short time, quan trọng vào yếu tố thời gian. Ví dụ chúng ta nói là học một cái khóa học tiếng Anh cấp tốc, an intensive course, tức nghĩa là học rất nhiều trong một thời gian ngắn, có thể là một tuần hoặc là hai tuần chẳng hạn, thời gian ngắn thì mình gọi là intensive course, chứ mình không gọi là intense course được, đúng không mọi người? Rồi, regular basis nó bằng với gì ạ? Bằng với regularly. Rồi, chỉ đơn giản vậy thôi, tức nghĩa là thường xuyên. Thường xuyên phải luyện tập cao độ. Vậy thì thay vì nói là regularly thì mình sẽ nói là on a regular basis. Tương tự như vậy mình có daily, thì mình cũng có là on a daily basis. Được không mọi người? Cứ theo một cái tần suất nào đấy thì mình cứ on a basis, vậy là xong. Được không ạ? Rồi, they need to consume meat such as beef or pork which provides them with enough calories. Ok, chỗ này mình sẽ cần có dấu phẩy. Vì sao vậy? Quan trọng ở đây á, là beef or pork nó đã là những cái, nó là những cái đã được xác định rồi. Không cần phải phân biệt là loại beef hoặc là loại pork nào provide high calories cả. Mà ở đây tất cả chúng ta đều biết là tất cả beef and pork đều provide enough calories hết. Thì nếu như không có đoạn này, người ta vẫn hiểu được. Đúng không ạ? Such as beef or pork. Xong. Hết. Như vậy thì không cần có cái vai trò định nghĩa của cái mệnh đề quan hệ. Nhưng ở đây chúng ta đang có là thêm cái bổ sung thông tin, do đó mình cần có cái dấu phẩy ha, được chưa? Rồi, vậy thì ở bên này mình cũng sẽ bổ sung nhé. Provide them with enough calorie. Rồi, đến cái cuối cùng mình học được chữ gì ạ? Mình có học được chữ a healthy diet. Hết rồi. Vậy thì cái bài này á, về từ vựng thì nó khá đơn giản. Thành ra là Tuấn Anh có chuẩn bị thêm cho mọi người một cái bài đọc như sau để các bạn cần thì các bạn sẽ có thêm từ vựng. Mời các bạn cùng đọc dùm cho Tuấn Anh ha. Mình có
ít ít à, không có nhiều lắm đâu. Rồi, chúng ta có cái đoạn đầu tiên, chúng ta có although their anatomical features disclose to the herbivorous nature of humans, an omnivorous diet can be considered an evolutionary advantage that has supported human survival. Mặc dù là cái những cái đặc điểm và giải phẫu học nó tiết lộ cái đặc tính của con người là herbivorous, tức nghĩa là loài ăn cỏ, nhưng mà an omnivorous diet can be considered, một cái chế độ mà ăn tạp đã được coi như là một cái đặc điểm tiến hóa mà đã giúp cho con người có thể sống sót được, sinh tồn được, được không ạ? Như vậy cái chữ mình nên học ở đây là gì ạ? Mình có ba cái cặp chữ sau, mình có herbivorous, omnivorous và carnivorous. Đây là những cái tính từ. Và chuyển sang cái này, mình có danh từ herbivore, omnivore và carnivore. Bạn nào nhớ được những cái chữ này thì các bạn có thể vận dụng nó để mà các bạn tăng cái band điểm các bạn cao lên. Rồi, cái này có nghĩa là gì ạ? Ăn cỏ, ăn tạp và cuối cùng là ăn thịt. Rồi, chế độ ăn cỏ, chế độ ăn tạp, chế độ ăn thịt. Hoặc là động vật ăn cỏ, động vật ăn tạp, động vật ăn thịt. Rồi, làm sao để nhớ ba cái chữ này? Làm sao để dễ phân biệt? Chúng ta thấy có cái tiền tố là herb, đúng không ạ? Herb là gì ạ? Nó giống như là thảo mộc. Herbal toothpaste, kem đánh răng thảo mộc. Mình có herb là thảo mộc, là liên quan đến cây. Như vậy, herbivore tức nghĩa là ăn cỏ. Rồi, omni là một cái tiền tố, nó đại diện cho nó là everything hoặc là all, nghĩa là tất cả. Như vậy mà gắn với cái chữ ăn thì tức nghĩa là omnivore, là ăn tạp, ăn tất cả. Rồi, như vậy chỉ còn có cái cuối cùng dễ phân biệt quá, carnivore, là dĩ nhiên là ăn thịt, được chưa? Rồi, quay lại với cái bài của chúng ta có gì ạ? Cái anatomical features là đặc điểm giải phẫu học. Mình nói vậy thôi mà các bạn không cần phải học cái chữ này, bởi vì nó không có phục vụ lợi ích để mà các bạn tăng điểm, bởi vì nó khó xài nên không cần học. Mình học gì ạ? Học này nè, evolutionary advantage là lợi thế đặc điểm tiến hóa, lợi thế tiến hóa, tức nghĩa là trải qua bao nhiêu đó triệu năm là con người có được những cái lợi thế và tiến hóa so với những cái loài khác để mà sinh tồn. Ví dụ là biết sử dụng chân tay nè, hoặc là biết nói, biết có sử dụng ngôn ngữ nè, hay là ăn tạp nè. Đó, thì so với những loài động vật khác, những động vật mà ăn cỏ mà tới hồi mà cây cỏ chết hết thì nó không còn đồ ăn nữa là nó chết. Con người thì bị ăn thịt thì vẫn sống, đúng không ạ? Rồi, động vật ăn thịt mà tới hồi những cái loài động vật khác nó chết thì nó cũng không còn thức ăn, thì nó cũng tuyệt chủng theo. Con người quay qua ăn cỏ, đó là lợi thế tiến hóa. Rồi chúng ta có human survival. Thay vì chúng ta nói là supported the humankind to survive, đúng không ạ? Thay vì nói là hỗ trợ giúp cho con người sống sót, thì bây giờ chúng ta nói ngắn gọn lại thôi, giúp cho cái sự sống sót, sự sinh tồn của con người, human survival. Rồi, chúng ta có cái trường phái ăn chay là vegetarianism. Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục, chúng ta có current knowledge là hiểu biết của con người cho đến hiện tại, tức nghĩa là cái kho tàng kiến thức của con người, hoặc hay nói cách khác là chúng ta cũng có thể nói là available academic literature, là những cái kết quả nghiên cứu khoa học sẵn có ngày nay, được không ạ? Hoặc là current studies, hoặc là current research. Nhớ là research không đếm được, còn studies thì lại đếm được. Hoặc là chúng ta có thể nói là available, cứ chuyển đổi qua lại những cái tính từ này thôi, available studies hoặc là research findings.
ví dụ như vậy đó, những kết quả nghiên cứu sẵn có hiện nay. Rồi chúng ta thấy là vegetarian diets are associated with những cái chế độ ăn chay nó gắn liền với significantly lower prevalence, với cái sự xâm chiếm của bởi những cái căn bệnh mãn tính, căn bệnh kéo dài mà không có lây lan. À, chúng ta thứ nhất là chúng ta học cái chữ ở trong màu vàng trước đã nha. Chúng ta có disease là bệnh, đúng không ạ? Illness, sickness, disease, bệnh. Rồi chúng ta có chronic. Chúng ta thấy cái quảng cáo đồng hồ không? Đồng hồ đeo tay, timepieces, đồng hồ Rolex. Thì chúng ta thấy là chronicle, tức nghĩa là theo thời gian. Như vậy thì chronic này tức nghĩa là kéo dài, kéo một thời gian dài, tức nghĩa là bệnh mãn tính hoặc là bệnh trầm trọng gì đấy mà nó kéo thời gian dài. Đó. Rồi chúng ta có infect, tức nghĩa là lây nhiễm. Vậy thì non-infectious, tức nghĩa là không truyền nhiễm. Như vậy là giống như những cái bệnh gì đây? Giống như những cái bệnh như là tiểu đường hay là ung thư, cancer. Tiểu đường là diabetes, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy là nó gắn liền với lower prevalence, tức là sự hiện diện ít hơn của những cái căn bệnh này đây, đúng không ạ? Tới đây là xong rồi. Nhưng nếu mà muốn hay hơn nữa, mình có một cái chiêu là gắn thêm adverb vào, significantly lower. Nó không chỉ là lower mà nó lower rất là nhiều, thấp hơn rất là nhiều, được không? Rồi cái chữ inconclusive thôi, các bạn không cần học cái này, tại vì mình dùng cái này để giảng cho một cái bảng nâng cao. Chúng ta có attributed to. Chúng ta xem cái câu này nha. Health benefits of vegetarian diet can be attributed to the avoidance of meat. Là gì ạ? Những cái lợi ích của chế độ ăn chay được tạo nên bởi, được gây ra bởi việc tránh ăn thịt, được không ạ? Vậy thì be attributed to này nó bằng với gì ạ? Bằng với lại because, by, được gây ra bởi, được không ạ? Đó, thì thay vì các bạn xài cái chữ cause by bình thường, bây giờ mình có cái chữ attributed to. Nhớ là attributed thì phải là to nha, to. Và không có to do hay là to verb gì hết cả. To này là to something, to the avoidance of meat. Ok, right. Intake tức nghĩa là thu nạp vào. Thu nạp vào, thay vì mình nói là consumption là cái lượng tiêu thụ, đúng không? Hoặc là the amount being eaten. Trời ơi, nghe nó rất là dài dòng văn tự luôn á. Bây giờ mình gom lại có một cái từ rất là xúc tích. Intake là cái lượng thu nạp vào. Và chúng ta có challenging là gì ạ? À? Là thách thức, khó khăn, thử thách, là tính từ, đúng không ạ? Để cho nó có màng, có màu sắc ý nghĩa hơn, chúng ta có adverb đi cùng. Particularly challenging, tức nghĩa là sao? Đặc biệt khó khăn. Chúng ta không có dịch chay theo tiếng Việt là gì? Specially challenging. No, không có nói như vậy. Chúng ta nói là particularly challenging hoặc là especially challenging. Nhưng mà cái especially là mang cái màu sắc, là mang cái ý nghĩa là nhất, nhất là. Còn đây particularly chỉ có nghĩa là đặc biệt thôi. Đặc biệt tức nghĩa là nó hơn bình thường thôi, được không ạ? Chúng ta có nutrient requirements là những cái nhu cầu về dinh dưỡng, được chưa? Nutrients là tính từ dinh dưỡng. Và chúng ta có requirement là yêu cầu, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây không thể nói là yêu cầu được, mà chúng ta có nhu cầu về dinh dưỡng, được chưa? Đó là một ít những cái từ vựng mà chúng ta có trong bài reading này. Rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Nếu như mà các bạn nào có còn câu hỏi hay thắc mắc thì các bạn có thể đặt ra, còn nếu mà không thì chúng ta sẽ thoát ra để chúng ta nghỉ ngơi ở hôm nay ạ. Hôm nay mới thứ hai đầu tuần mà học nhiều quá thì các bạn sẽ bị sợ hãi mất. Rồi có gì hỏi không ạ? À?